Ây da, tại sao lại bị cốc chứ hả? Bộ em không muốn về làm dâu nhà sao? Để nói anh nghe nè, con trai Việt Nam ai cũng hiền lành và đẹp trai hết á. Chỉ của anh là số trai thôi. Em có biết Việt Nam có đặc sản là món gì không chứ hả? Đó là thịt chó mắm tôm. Trời ơi, nhắc đến thịt chó mà lại thèm rồi. Này à, tôi nào đừng có nữa chứ hả? Nên đi rồi ra quán ăn gì mua cho anh ít thịt chó để về anh làm dài ni chúng mình cùng nhau nhâm nhi chứ hả?